Hello chào mừng tất cả các bạn đến với kênh tài chế đồ Ngày nay mình sẽ làm một cái video để khám phá Mình sẽ đập cái phần ống đèn màn hình tivi ra cái phần ống đèn này Mình sẽ đập ra và khám phá bên trong xem cấu tạo như thế nào nhé Sau đây thì mình sẽ sử dụng một cái búa đinh Đấy mình sẽ đập cái phần ống ra Và sau khi mình đập được cái đít đèn màn hình ra thì mình lấy được cái phần ống này, ống này, ống đèn này Ống đèn này nó cũng cấu tạo và bao gồm này, mình sẽ chỉ cho các bạn Đây các bạn nhìn thấy cái phần trắng này này ở chỗ chỗ này nó có một cái phần sợi này, đây đây Do mình đập nó mạnh tay quá nó bị gãy này đây, Từ trên này xuống có cái phần ở đây nó có một cái phần sợi ngay hẳn này Đấy thì cái phần sợi này này nó chính là sợi đèn heater đây mình sẽ chỉ cho các bạn đây nó gãy rồi đây nó phần có ở đây nó có phần có ba một cái ba cái điểm này ở trong này nó có ba cái điểm tương ứng với này nó ra, sẽ ra với này ba cái mấy chân ra ba cái chân ở đây thì các bạn nhìn thấy đây ở đây ba cái điểm này các bạn nhìn thấy đây. nó có những cái nỗ này đấy một hai ba này đấy, những cái nỗ này nó gọi là ba cái điểm gọi là điểm uh, ca tốt đấy nó sẽ phóng tia phóng xạ xuống xuyên từ đây xuống đây các bạn nhìn thấy đây nó có ba cái nốt này một hai ba này nó sẽ xuyên qua các cái này xuống tận dưới này đấy cái sợi đèn hiện heater này sợi đèn heater này nó sẽ làm nhiệm vụ là nó nung nóng nung nóng uh, phần này lên nung nóng cái phần ống bên trong này lên cái ống bên trong này nó có một cái lớp thủy tinh bên ngoài nữa do mình đã bị vỡ rồi đấy thì nó sẽ nung nóng cái phần này lên để giúp cho cái cái đèn để giúp cho cái điểm mà ba cái điểm cao tốt này nó phóng vào bên trong mình sẽ nói rõ hơn về ba cái điểm ca tốt này đây 1 2 3 này cái điểm ca tốt này nó sẽ được phân cực bằng điện áp DC khoảng 40V cho đến 50V tùy theo loại đít đèn màn hình TV đấy ban đầu ba cái điểm mà cathode này bằng nhau để chia ra bộ phát xạ cân bằng trên ba tia này khi tín hiệu của cái cực cathode này nó chia ra ba tín hiệu là tín hiệu B sẽ đưa vào ba cực cathode này dòng pha phát xạ trên ba cái tia này nó sẽ có cường độ thay đổi theo biên độ tín hiệu và màu sắc dựa theo cái viên mạch điều khiển nó điều khiển nếu mà trong ba cái cực cathode này này nó mà bị mất cái khả năng phát xạ thì màn hình sẽ mất một màu và các màu sẽ bị sai do ba cái, cái, tia phát xạ này nó phóng vào bên trong cái màn hình ấy, màn hình ta đùng ấy. Đấy. khi điện áp của cái cathode này tăng lên thì độ phát xạ sẽ giảm ngược lại. Điện áp trên cathode thì giảm độ phát xạ tăng nếu điện áp phân cực trong ba cái cathode này thì độ phát xạ tăng cực đại dẫn tới màn hình ảnh sáng trắng và sẽ có tia quét ngược. Đấy cái sợi đốt là đây này cái sợi đốt này này mình sẽ chỉ cho bạn này cái sợi đốt này này gọi là sợi đốt heater này, nó sẽ được cung cấp dòng điện tầm khoảng 6,3V dòng điện một chiều đấy cũng tùy theo cái cái màn hình tivi là bao nhiêu thì nó sẽ sẽ được cung cấp nguồn điện bấy nhiêu vào đấy cái sợi đốt này thì sợi đốt heater nó sẽ có cái nhiệm vụ là nung nóng ba cái điểm cathode này lên đây Đúng ba cái điểm cathode này nên để cho cái tia điện tử phát xạ ra khỏi mặt bề mặt cathode. Đấy. Đấy, nói, nói chung là cái sợi heater này nó sẽ giúp cho cái ba cái điểm cao tốt này nó nó phóng vào bên trong màn hình tốt hơn đây, đây chính là sợi heater mà các bạn nhìn thấy đây có ba cái điểm này, chính là điểm cao tốt này phóng tia phóng xạ xuống này đấy nó nhìn các bạn nhìn thấy nó xiên từ đây xuống đây xuống tận dưới này luôn đấy nó sẽ nhờ vào cái này nhờ vào cái gọi cái này chắc mình gọi là cái lưới chắc nó phát xạ phát xạ vào cái bên trong màn hình tốt hơn cấu tạo bên trong cái màn hình tivi màu nó còn có một cả cái lưới nữa mình quê do mình không đập ra thôi bên trong nó có cả một cái lưới nữa nếu bạn nào đã đập cái màn hình ra rồi thì các bạn biết bên trong nó có một cái lưới nữa cái lưới đấy nó sẽ được um, phun trên lên đấy các điểm các điểm phút pho màu đấy thì do ba cái tia này nó quét lên nó sẽ quét là tia phóng xạ lên thế như này cấu tạo cũng khá là đơn giản nhìn khá đơn giản thôi còn cái phần này những cái phần trắng này nó là thủy tinh khi cái đe sợi hít hít tơ này nó nung nóng lên thì ba cái, cái này nó cũng sẽ nóng theo nóng theo nóng theo tận đến đây đến tận chỗ cái phần điểm ca tốt này đấy như này cấu tạo của con này khá đơn giản do mình đập và bị gãy rồi nên mình không thể nào mà cung cấp điện cho nó được mình định đập ra rồi mình cung cấp điện cho nó xem nó có nóng không đấy. cấu tạo của cái ống đèn hình tivi màu này cũng khá là đơn giản đấy, như vậy gồm ba cái điểm mà ca tốt phóng xạ ở bên trong màn hình và cái sợi đèn hiên này làm nhiệm vụ nung nóng cho ba cái điểm ca tốt này để giúp cho nó phóng vào bên trong màn hình tốt hơn đấy. nó có xiên nó từ đây xuống đây này xiên từ đây xuống tận dưới này này đấy phần này nó có ba cái điểm ca tốt này đấy khá đơn giản nhìn này cấu tạo của cái ống này đấy chả có gì cả rất là đơn giản còn cái đen đen ở trong này mình cũng không biết nó là cái gì đây cái đen đen này, này. Đấy. Mình dạng nghĩ nghi, mình khả nghi nó là một cái dạng lưới uh, gọi là phát xạ thôi. Đấy. Khá đơn giản, chả có gì cả. Mình làm cái video này để cho các bạn hiểu hơn về cái ống này thôi. Nhiều bạn cứ hỏi là cái ống này là ống gì. Mình hôm nay mình làm cái video mình đập cái màn hình TV 14 inch đang cho các bạn xem cấu tạo của cái ống này. Đấy. Khá đơn giản luôn. Đấy. Ok cảm ơn các bạn đã đón xem video này Nếu các bạn thấy thích cái video này thì các bạn hãy like và share subscribe Đừng quên đăng ký cái kênh của mình để đón xem những video cần nhật tiếp theo nhé Đấy, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau